vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, đề nghị triệu tập cựu giám đốc Sở Giáo dục tới tòa. Sáng ngày 21 tháng 5, tại phiên tòa xét xử 12 bị cáo vụ gian lận điểm thi xảy ra ở tỉnh Sơn La năm 2018, luật sư Kim Thanh đề nghị hội đồng xét xử triệu tập cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức, để làm rõ nhiều nội dung trong vụ án, đề nghị triệu tập cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 21 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này năm 2018. Thẩm phán Quảng Hữu Chiến tiếp tục làm chủ tọa phiên tòa. Theo cáo trạng, 4 bị cáo bị truy tố tội đưa hối lộ gồm Nguyễn Minh Khoa, cựu cán bộ công an tỉnh, Hoàng Thị Thành, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, Trần Văn Điện, cán bộ và Lò Thị Trường, cùng ở Sơn La. 8 bị cáo bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Lò Văn Huynh, cựu trưởng phòng khảo thí Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thanh Nhàn, cựu phó phòng khảo thí Đặng Hữu Thủy, cựu phó hiệu trưởng Trung học phổ thông Tô Hiệu, Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ công an tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bung Sâm, cùng là cựu cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng 3 bị cáo Nga, Vinh và Sâm bị truy tố thêm tội nhận hối lộ. Trước khi hội đồng xét xử làm việc, thẩm phán Quảng Hữu Chiến thăm hỏi sức khỏe bị cáo Hoàng Thị Thành, đồng thời đề nghị cảnh sát hỗ trợ tư pháp chuẩn bị ghế riêng cho bị cáo do bệnh, sức khỏe yếu. Mở đầu phiên tòa, hội đồng xét xử công bố 11 trên 38 người làm chứng có mặt, vắng 27 người. Chỉ có 4 người có trách nhiệm liên quan được tòa triệu tập có mặt, vắng 45 người. Đại diện VKS cho rằng, phần lớn người làm chứng và người có trách nhiệm liên quan vắng, nhưng không ảnh hưởng tới phiên tòa. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Được nêu ý kiến trước khi xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Khoa đề nghị tòa triệu tập bà Lê Thị Thanh Yến, vợ bị cáo Lò Văn Huynh, để làm rõ nhiều tình tiết. Còn luật sư Nguyễn Kim Thanh đề nghị tòa triệu tập ông Hoàng Tiến Đức Cơ Đơ Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La để làm rõ nhiều nội dung trong vụ án, thỏa thuận tiền tỷ để nâng điểm cho thí sinh. Theo cáo buộc, do có quan hệ từ trước, chiều ngày 28 tháng 6 năm 2018, Trần Văn Điện đến phòng làm việc của Nguyễn Thị Hồng Nga tại Sở Giáo dục và Đào tạo đặt vấn đề nhờ giúp nâng điểm cho 4 thí sinh và được đồng ý. Chiều tối cùng ngày, Điện đến nhà gặp đưa Nga thông tin 4 thí sinh. Qua đó, các đối tượng thỏa thuận một trường hợp nâng lên 27 điểm, các môn Toán, Lý, Anh với giá 350 triệu đồng. 3 thí sinh còn lại, các môn Toán, Lý, Sử nâng đạt 24 điểm với giá 230 triệu đồng. Chiều tối ngày 29 tháng 6 năm 2018, Nga cùng Thủy, Sơn đã sửa bài thi của thí sinh Điện nhờ. Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Điện đến nhà bố mẹ đẻ Nga đưa 1,04 tỷ đồng theo thỏa thuận. Quá trình điều tra, Trần Văn Điện khai chỉ nhờ Nga xem điểm thi trước, không có thỏa thuận và đưa tiền. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu hồ sơ, cơ quan điều tra xác định Điện có hành vi đưa hối lộ, còn Nga nhận hối lộ. Tối ngày 13 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Minh Khoa đến nhà Huynh đặt vấn đề nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh đạt 27 điểm đủ đỗ trường công an, với giá 700 triệu đồng trên người. Sau khi thỏa thuận xong, Khoa đưa một túi màu đen chứa 1 tỷ đồng trước và Huynh đồng ý. Nửa tháng sau, Khoa đưa thông tin 2 thí sinh sau đó, Huynh chuyển cho Nga nâng điểm nhưng không nói việc nhận tiền. Tối ngày 30 tháng 6 năm 2018, Huynh cùng Nga, Thủy và Sơn đến địa điểm chấm thi rút bài trắc nghiệm mang về nhà Thủy. Tại đây, bị cáo cùng nhau sửa bài thi, nâng điểm cho các thí sinh. Trong quá trình sửa bài thi, Khoa gọi điện báo Huynh nâng giúp thêm một thí sinh đạt 27 điểm và sẽ cảm ơn 700 triệu đồng khi xong việc. Huynh lái xe chở bị cáo còn lại từ nhà Thủy trở lại điểm chấm thi. Tại đây, các bị cáo trả lại bài thi đã được sửa, nâng điểm vào vị trí cũ, đồng thời rút bài thi của thí sinh được nhờ nâng cuối cùng ra sửa, nâng điểm tại phòng xử lý bài trắc nghiệm. Khi tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo lên làm việc tại Sơn La, Lò Văn Huynh bị triệu tập làm việc. Tối ngày 26 tháng 7 năm 2018, Khoa gọi điện thoại cho vợ Huynh để xin lại số tiền đã đưa trả lại gia đình thí sinh. Huynh nói khi có điều kiện sẽ trả lại và Khoa nhất trí. Ngoài ra, cáo trạng thể hiện Lò Văn Huynh còn nhận nâng điểm cho một thí sinh khác. Theo đó, giữa tháng 5 năm 2018, Lò Thị Trường đưa 300 triệu đồng nhờ Huynh giúp nâng 24 điểm cho con đủ đỗ trường công an. Trường còn hứa sẽ cảm ơn thêm khi xong việc nhưng không nói rõ bao nhiêu tiền. Đối với bị cáo Cầm Thị Bung Xanh, cáo buộc thể hiện Son đã nhận nâng điểm cho con bị trai cáo Hoàng Thị Thành đủ điểm trúng tuyển trường công an. Theo đó, bị cáo Thành đã chủ động đưa 400 triệu cho Sâm từ tháng 5 năm 2018.